Ủa hai người Nó chơi chậm, đồ, hai người chơi đồ. nó chậm. Em không biết ở đúng rồi, cái này là cái này đã thua luôn Ê vô được nè. á. Dạ thử đi, thử đi. Cái này Thử ơi. tao thua luôn. Ừ thử They have only got flashlight after 3 phút. Sau 3 phút, get shot your next turn the table. anh thử quay đi, anh thử quay luôn đi mà máy tốt vui Ở đang đã quay luôn. nè. Slasher hả? Là Slasher là đi tìm phải sao? không? Ừ, em trốn. Ủa nhìn mặt em tục quá vậy không? Anh chỉ được mà, anh sẽ Nó nhìn đồ anh ghê quá không? đi. Anh chỉnh cho em Này để nhìn, chạy. mày nhìn như được Attack on Titan nhé. What the Anh chắc anh giải tình đúng không? Má nhìn bự thiệt. Bự thiệt. Đồ má Rồi sinh gân à. má cái này mà mấy da đen nó vô chắc nó chốt má tại thành luôn, thầy luôn, đèn chiếu vô không thấy nữa Anh bị lột da luôn rồi. Ủa nó vẫn má. thấy. Anh thấy thấy nó thui luôn không Ủa sao? Ờ tới hồi nè, giờ nó mới tối nè. má? Má ừ em nói rồi, má này cái này đúng nghĩa tối luôn á. Không bật đèn không gì luôn hả? Anh có đèn mà, súng anh có đèn mà, Súng có đèn hả? súng anh có đèn, Má. em thì dưới cái đèn pin thôi. Má này em chơi này em la quá trời luôn. Má không thấy gì luôn. Má em sợ em chơi em la cái bạn thích má. Ủa mấy cái đèn pin bật lúc nào ta? Nút qua gì cũng quên rồi. Anh cũng quên mẹ rồi. Má chỗ này là em đứng tim quá. Nghe tiếng bước chân đâu đây? Có Đèn pin bật lúc không? nào Đừng ta? đừng làm À. em sợ nghe. Đây rồi, bật được rồi, bật được rồi. Mới sao nghe bước tới chân rồi ba? Còn là Trốn đi ba. Đi trốn đi thông. thích thì em mà nghe đánh lộn. Trốn đi thông hay chạy trốn đi thông ha. Giống phim ma lắm rồi đó. Giống phim ma lắm rồi đó. Ê. Không, Đâu em nói thật đó, anh chế này em sợ thì luôn nên mới tại nó tối thui rồi. Chết lúc nào không hay. trốn đi thông không đâu rồi. Má, hồi sáng em chơi em thua thằng kia chỉ có 2 giây thôi anh. Má 2 giây nữa là em giết được nó rồi, má đéo tin được. Nó là slasher hay gì? Đúng rồi, nó là Sasha. Má Đâu. Trick or treat không đâu rồi. Oh my Ê, ê, cái gì đây? god. Sao vậy không? Tôi không không gì hết anh ơi. Tôi Phải không? tôi Đứng, đứng đúng mà. em định biết anh rồi mà mấy em đèn của anh. Trốn, chỗ này có đường thẳng duy nhất chứ mấy, sao trốn được ta? Trốn đâu? Không này nhiều 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 lắm luôn Nhiều sao? Giờ đổi bên đi sao? anh. Đâu này anh giết em thì anh giết em tiếp, em trốn tiếp Ủa, bộ mấy round lận? như anh. Hai round hả? Ok. Má này em trốn quá thôi, không đi chậm nữa đâu. Ủa, má tắt đèn thiệt chứ. Đó, giờ chạy theo minimap nè. Không cần nhìn gì luôn. Ê, nghe cái gì đây? Nói nghe cái tiếng gì Có ông ba đừng là em sợ nghe rồi. vậy nhỉ? Không, không, nó nghe tiếng gì vậy nhỉ? Không rồi vậy. Tiếng gì đâu anh. Ờ, không ơi, em đâu rồi? Em có cảm thấy Em bước chân đang đi qua người em hay không? Anh đang chứ. tới đây. Anh không tìm được Đi em đâu thầy luôn, má em trốn này đừng có đứng hay luôn, anh không tìm đâu thầy luôn này. má nãy đúng cái mặt là bừa phải luôn. Nãy em đúng sợ luôn. Không đâu rồi. Nắp đâu rồi? Nhớ trên xin ảnh này nguyên đêm biết anh đang tới. Không đâu rồi.
Em đâu rồi? Nghe đâu rồi? Nghe có gì đâu đây vậy? Không, cái human lab giờ nó đúng ghê thiệt chứ. Ủa, anh đòi nghĩa. Em đâu rồi Thung? Em hỏi anh mới đúng, anh đòi. À, nên đi tìm em mà. Em hỏi anh làm gì? Em đang đi tìm anh hả? Ủa, sao trở lại đây, trở lại chỗ cũ gì ghê vậy? Má, cái map này ghê thật. Má, công nhận như phim kinh dị chứ. Má em thấy là em đang đi mà em không mở mở đèn em lên nhìn video mắt. Anh tới cái chỗ mà thang máy mà lúc mà mình đi, xong cái hiệu mình láp luôn rồi đó. Thang máy ở đâu vậy anh em không biết tự hỏi Cái thang gì. máy là cái cuối cùng luôn á. À, ê. Chạy nữa. Đâu rồi nhỉ? À, biết ngay là chúng ở đây. Số thông nhậu bà là bà là biết ngay là chúng ở đó mà má nghĩ sao vậy. Ta Nhượng anh thôi, giả bộ nhượng rồi mà. Anh na. lên chơi giỏi lắm. Má, chơi này cũng tiền quá. Ủa giờ đổi tiền à? Không anh vợ xong rồi, má tại có hai người chơi vậy. À má Ừ. thông thông chung bên lào. Ủa có slasher rồi, slasher 1, 2, 3, 4 gì kiểu ghê. Ơ kick số 3 được Chơi chưa? cái không chơi cái số 1 á, Số 1, ok, số 1 đi. thử thử cái số 1 đi anh. Số 1 Ok. cũng không, số 1 họ không có tối mà nhưng mà cũng được. Ờ anh cũng chưa chơi, nói chung là ừ mấy cái ném mày này hay, anh cũng muốn thử slasher, anh chưa chơi cái tập nào Không, nói chung là á. slasher cái nãy mình chơi là vui nhất là tại nó tối thui rồi, còn này là nó vẫn thấy mình chạy. Vô luôn. Ủa này mấy đứa luôn? Invite thử, invite thử coi có đứa nào chơi luôn Hai đứa được nè. Phô. nè. Hai đứa được Vô vô luôn không? tùy anh Ui có thằng no name freelance gì kìa. nó vô quốc luôn. Chờ chờ mấy đứa đông đông vô thử anh. On call nè. Auto invite nè. Ba thằng vậy là chậm hết. Invite cái gì ta, invite cái gì bây giờ em quên rồi. Matchmaking à. Không, cái gì invite cái gì player em quên rồi. Ủa có luật game Việt là gì anh? Bạn á mà. Bạn anh hả? Chung team vừa gaming á hồi đó. Má Giờ cái chuyển gì sang team mới à. GTA là gì anh? Nước Qatar Việt Nam hay gì á. Ê ba đứa được nè. Rồi ba đứa được mà anh. Ủa mấy vậy Má rồi. anh what the fuck. Qua bước qua đây bước đứa đi. Qua không được anh ơi, một mình anh sẵn hết. Ủa sao anh qua được nè. Qua đâu? Đó. Anh qua được nhưng mà bên kia không có người nào thắng. À kia nó qua kìa, anh kia nó qua kìa, ready. Em đi anh trốn, em nhanh trốn rồi Ok, anh đi chỗ mà. mà trốn chung chết chung. Má, phải cái chung chung chết chung. Má, nhìn cái đầu em kìa. Ủa, đó cái đầu anh kìa. Má. Không sao bà này em bu lại đánh được mà Em nghĩ thấy có không sao con đâu. quỷ nào mà. Ồ. Cái này không có tối lắm đâu. Ủa, Em thấy. anh ơi nghĩa, anh ơi nghĩa nghĩa Anh còn không biết anh ở nghĩa. đâu nữa. What the fuck. Anh còn không biết anh ở Ơi đâu ơi nữa. Nghĩa ơi, Nghĩa ơi, em đang đi sau lưng, em đang đi sau lưng cái thằng đó nè, em đang đi sau lưng đó là Nghĩa ơi. Tại lúc mà nó tới Ơi gần anh sao đó sao là cái tay cầm nó rung 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 đó là anh biết là nó đang gần anh. anh nghe tiếng bước chân mà anh nghe sợ không dám Ừ ra. ừ ừ là nó đang gần anh, nó coi chừng đó nha. Em đang đi sau lưng đó là anh bình tĩnh. Đi đi má, anh cứ nghe sao sao á. Em cũng đang sợ nè anh ơi, má mất dấu rồi. Má anh nghe cái tiếng gì á không ơi, má mấy gì ghê vậy. Chết rồi ở ngoài nha. Nè, em thấy nó rồi, thấy nó rồi. Em tới quốc nè, em tới quốc nè. Đâu Đây. sao anh không thấy gì vậy ghê. Ôi, rồi. Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh.
Em chết rồi nhé. Má ghê quá ông ơi. Cái này ghê thiệt. Rồi em thấy anh bên này, từ từ để em xem đồ nó này. Chốn này được không ta? Nó đang gần anh á, ơ khoan, đúng rồi nó đang gần anh, nó nghĩ rồi. Chốn này chắc không thấy đâu nhờ. Anh xui rồi ba. Đấy, anh ráng trốn hết có 2 cái, phút có, đi em, anh. Em có nghe cái tiếng gì không? Mấy cái tiếng gì? Máy lạnh hay gì hả? Má em chết mẹ rồi. Nó muốn cái tiếng máy lạnh gần anh nè, má ghê ghê quá. Má ghê vãi luôn. Chỗ này là lò mổ heo đó ba. Má cái lò mổ heo mà cái phần Michael bị bắt chổng ngược xuống hả? Đúng rồi nó đó. Ôi, 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 ôi mẹ ơi. Ôi, đen, 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 đen. Ừ, nó đang gần anh kìa, nó đang gần anh kìa, nó đang gần anh kìa, đừng mở đèn. Anh đừng mở đèn là để bị có đèn mà mở. Mẹ, ghê quá luôn. Ui, nó tới kìa. Nó tới kìa. Anh thấy nó chưa, anh thấy nó chưa. Từ đó, đụng mát nó kìa, nó kìa. Ê! Mình thua. Cái này khó quá. Má không, nhưng mà mình nếu mà anh trốn được hay là anh đánh được thì vui lắm anh. Má chơi sẽ chơi đánh cái mặt này anh á, luôn. Chơi cái này phải lock on cái góc nhìn thứ nhất á ba. Hiểu không? Cái này phải nó chơi nó mà thằng nào mà đi băng phải lock on cái góc nhìn thứ nhất á. Đó, cái đó mới hay, còn cái này nó góc nhìn thứ ba nhìn nó hết trơn à. Má sáng em đánh thằng kia chết, chết như là đánh đánh con vậy anh. Má. Má giờ mình còn round nữa mà phải không? Còn round nữa mà. Đúng rồi anh. Má là sáng thằng nó vượt anh xuống em lấy nguyên cái đèn pin đập vô cái đầu nó thì cùng mẹ. Lúc đầu có đèn tưởng ngon lắm, ai ngờ má vô giận. Má sợ đéo tả được luôn. Này mở đèn lên chết rồi anh ơi. Ôi, anh bật đèn. Ê. Nó đang gần em, nó đang gần. Ê, làm sao tắt đèn không? Ờ tắt được rồi nè. Ơi, nó thấy em rồi, thấy em rồi. Con mẹ mày giết nó thôi. Má lẹ. Má con mẹ mày. Má lên. Má gì lẹ vậy? Má mới vô luôn. Giờ em đi săn anh rồi. Đù má. Thiệt luôn anh. Anh chưa là kêu là con mẹ anh spawn đúng chỗ hồi nãy anh spawn luôn. Đúng rồi, tại nó spawn gần em á. Tại lúc mà tay cầm nó rung á là nó gần anh á. Anh má em núp liền luôn. Nó vừa chạy vô em đánh chết mẹ luôn. Má spawn chỗ cũ đó thiệt mẹ. Rồi trốn đi nhà em giết anh á. Giờ còn mình anh thôi hả? Còn anh với thằng đó đó. Bây giờ em đi săn anh với thằng đó nè. Ờ đúng rồi, giờ nó chuyển sang đội anh rồi. Where are you? Mẹ không. Where are you? Chúng ta đã từng là anh em đó không? Đã từng thôi anh ạ, nhưng em đã trở thành sát thủ rồi. Where are you? Đừng có giết anh nha không? Ây, rồi, con mẹ mày, tao thấy cái điện. Đâu vậy? Đâu vậy? Trời má, cái khúc này ghê vậy. Ủa má, sao đến hết rồi? Ủa má thấy cái đèn, em thấy cái đèn chiếu đâu đây mình ta? Đây anh đâu có bật đèn đâu không? Đừng làm anh sợ chứ. Mẹ, anh đâu rồi nhỉ? Em đâu rồi không? Em đang đi tìm anh nè. Ây rồi, thấy cái đèn rồi. Đâu rồi, con đĩ cái đâu rồi? Má, anh đâu có bật đèn đâu không? Má, là con đĩ cái đó rồi. Hình như em nghe tiếng đúng không? Không, em tại em thấy cái ánh đèn nó chiếu anh. Thường thường nó mở đèn rồi nó chiếu á. Ủa, vậy, má. Má, cái bồn cầu em tưởng nó đang ngồi chứ. Ê, ê. Ôi, 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 ôi. Ghê lắm à. Ôi, đúng rồi. Mày. Ê. Đâu có dễ. Mẹ, tục tiền. Tại sao em lại thấy anh? What the fuck? Mẹ, anh vừa tới luôn. Kinh phải là. What? Listen to it, man. And how can you sleep? Má, thiệt tình luôn. Khoái liền. Vừa mới là, ủa mày có này có mặt mờ, đặt mặt nạ mới không? Có là nhiều lắm không? Ok, để lát này đi mua thử coi.
name Ủa? freelance. Ủa là Slasher 2 sao? Hết rồi anh nói gì. Chơi cái Slasher 3 hữu rồi không? Ok anh chọn đi. Đó, Slasher 3 đó. Từ từ em để cái tai nghe qua anh kia coi. Nói anh nói Kệ vô ấy, Flash vô ấy. mà. Không, nó đẩy Ok. em sang free mode á. Ok em Ủa có Flash gì Slasher 5 trong nhà nữa kìa. Ghê thật. có anh mà đã. Cái gì có Slasher 1, 2, 4, 5 gì không? Cái gì vô này hay á. Chơi vui vui. Đợi bái Má lô. nè, thằng đó đánh em mà hơn mà em né kịp thôi với mình chết rồi. À, anh thấy rồi, anh thấy đằng sau lưng nghe mà giả vờ cho nó đi, nó dí theo em mà chưa gì bằng việc ăn đạn nữa. Đâu có dễ. Đấy, cái nó lại giờ lại chém má chém hụt mới tụt chứ ông nội vừa thì Ủa, có em với anh chơi rồi vô luôn. Ồ cái áo thì Benny chiều. mới nhìn nhìn body chơi ba cái quần áo nhìn giống ngoài đời quá Giỡn mà, ha. Mấy má nhìn đẹp em giống ông kẹ vậy không? chứ. Nhìn anh mới giống con kẹ Kệ đâu có ai. á. Má này này giống zombie nhiều hơn là ông kệ. Nhớ giống mấy bà già. Đấy mặt nó đứng ghê luôn á thầy luôn. Đồ luôn mới mặt này xấu phải luôn. Thấy cái mặt Attack on Titan là được nhất. Mưa luôn. Trời mưa luôn kìa thông. Má Má quá cái này, hợp. má này căng, cái này không không có tối lắm anh ơi. Mẹ thôi em rút lại rồi, cái này cũng tối mà không tối lắm. Cái gì mà nó drop FPS ghê vậy? Anh đâu rồi nghe. Em đâu rồi? Em đâu rồi? Em đang ở tận cùng thế giới. Má này tìm hơi hơi mệt đó nha nghĩa. Nhưng mà vẫn thấy đường, chỗ này vẫn không đến nỗi nào xưa. Đúng rồi má, tại chỗ này nó ở ngoài trời. Lẹ quá Má nguy hiểm. Này trốn chưa kịp trốn ơi. Em đang đi tình đi tìm anh đủ. mà. Này gọi là chưa kịp trốn là men. Má đáng quá. Đó, giờ vô nữa nè. Đáng lẽ nó phải đổi qua đổi lại á. Dạ đúng rồi, nhưng mà không còn, không đổi mà lại. Ok. Ồ, mỗi lần mình vô cái nó tắt cúp điện ha. Cấp điện chứ. Ra du lên chơi. Ra du men. Đây đi tìm nè. Cái Ra này có lẽ là du không men. cần đèn nha. Đúng rồi này, đúng nghĩa không cần tiền tiền luôn anh. Ủa anh thấy biển luôn rồi nè. Mà thấy biển à, đen ngoài má đừng làm sợ nghe rồi. Không đâu rồi. Không ơi em đâu. Em trốn rồi anh ơi, đừng tìm em nữa. Ý anh thấy em rồi. Sao thấy em được đâu. Thấy rồi. What the fuck. Không mà em nên chạy đi. Má em nghe tiếng tim đập rồi anh ơi. Này Má 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 tim tim đập thiệt luôn gọi là thông yếu tim rồi. Má tiếng tim đập của tay cầm. Con đi. Ok là thấy rồi. Trốn đúng bữa nồi luôn chứ. Má. Số thông nhọn. Không thích hợp làm cái này cho lắm. Má hết hồn. Má hết hậu liền luôn hả? Má. Bữa đi. Không có thằng bạn em nói cho em la nãy giờ. Má xoắn rồi. Má hết hồn anh, má Ủa này trừ. anh không thấy luôn hả? Má anh tưởng em thấy á. Ủa cái nhà này nhìn giống cái nhà trong CSGO nè. Ủa Nhớ lộn không?
nhà CS 1.6 hay gì ấy, nhà cái nhà mansion gì ấy. Vô 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 thôi. Slasher 5. Ủa nếu mà có mấy nhiệm vụ mới gì không? Crash Greener gì nữa. Thế đáng bảo quảng cáo cái nhiệm vụ mới Slasher cho nên cũng muốn thử, giờ mới thử. Hay hay á. Đó, tại cái cây stealth của em chưa full cây á không. Cho nên đâm ra nhiều lúc nhiều lúc trốn có vẻ không được hoàn hảo cho lắm. Máy tại em tưởng đâm ra chỗ cũ nhưng trốn cho nó đéo ngờ. Nói nhìn con em không. Máy con anh nổi quá. Má nguyên đồ đỏ lèo. Nguyên cây đỏ. Bây giờ anh đi bắn tiếp nè. Trốn cho kỹ vậy không? Sẵn ok. Quất luôn nghĩa ơi, vô luôn. Map này em chưa vô bao giờ đó mà. Vô nè. Anh Ủa? Ready rồi. Em chưa ready á. Ủa em quên. Đó. Trời ơi. Đồ máy nhìn con anh tục quá. Thưa máy nhìn con anh tục quá lơ. Đù, em rút lại em chơi cái này rồi, cái này nguy hiểm, cái này cũng nguy hiểm phải. Má em nhớ này em giết được thằng, thầy đù, má gọi, đói. Mày cũng đâu cần mặt đèn đâu nha. Ủa mà khu này lạ quá, anh chưa từng thấy luôn á. Khu này mới mở thôi phải không? Dạ đúng rồi, lần trong mission campaign có. Campaign á, má, cầu thang. Sao anh không nhớ ta, anh chơi hết campaign rồi, anh cũng không nhớ nè em nè. Ừ đúng rồi, mấy cái này mấy cái này đẹp á, hay cái này hay á. Mấy cái này không nói lắm. Này nằm trong nhiệm vụ này không ta? À, Michael nó giả chết lên xong nó vô. À đúng rồi đúng rồi. Bạn đâu đi thôi, anh đang đứng ngay cờ Mỹ này cha thơ không? Em đâu rồi. Em đâu biết đâu. Thấy cầm đứng rồi. À rồi nhớ nhiệm vụ này rồi, nhớ nhiệm vụ này rồi. Cái phòng này anh nhớ rồi. Nhớ chưa? Ê, anh thấy em rồi đó không? Đó rồi. Mẹ không kịp chạy luôn. Má buồn quá. Má buồn quá. Đang là phải nào đổ bên. Không sao, lần này trốn kỹ thầy luôn mà. Má. Trốn kỹ nha. Ok. Lấy em vô bị phát hiện. Giờ mới vô phát hiện luôn. Em giết anh này, giờ có được em giết anh này, anh đã nhận nhận rồi. Đúng rồi. Anh đang tầng hầm rồi, vô lên xuống tầng hầm thôi chơi không? Thôi, nó dẫn anh không xuống đâu, em trốn rồi bà ơi. Kỳ gì đâu, sao không xuống đi đâu? Không xuống đâu anh. Kỳ gì đâu. Ghê quá. Rồi mới công nhận ghê thiệt. Dưới này mà kêu anh á, anh đi đêm mà dưới này anh cũng đéo dám đi. Ghê bà cái lờ. Ghê vậy cái là. Hello thôi, không đâu rồi. Biết ngay. Biết ngay thế là nó thấy cửa. Má buồn quá. Buồn quá, không chạy nữa. Má. Đéo hiểu sao chết. Bị bắn chết chứ sao. Má nhỏ thiệt. Nhỏ thiệt. Còn cái Lasha 4 nữa đó, thông muốn thử luôn không? Cực kỳ chiều anh luôn. 3 hay 4 gì anh không nhớ. 3, 4 gì cũng được anh. Chơi cái nào chơi chơi. Ủa này cái đá này có gì mới không ta? Đổ xe đi anh, đổ xe đi, mình làm cho đen mà. Cũng được. Mình nên nít người. Còn Slasher 2 nữa. Đâu, Slasher 2, thử đi anh. FIB Building Turo Flare gì đây. Mới. Ủa
lock không? Tùy anh. Mấy chơi first person này mới tụng nè ba. Thôi đừng chơi first person này nữa, yếu xin chết đó. Cái đó mới ghê chứ, third person là chuyện bình thường rồi. Chơi không? Nó nó cũng được, cũng được anh vô luôn. Nó cái đáng lẽ nãy á, chơi first person là thằng nó đâu thấy mình đâu. Nó đâu, đâu thấy anh đâu. Nó đâu thấy anh đâu. Mà tại mé tục thiệt. Nó first person hả anh? Uh-huh. Rồi xong luôn. Giờ anh cũng flush first person thôi. Mà anh đổi luôn. Muốn đổi team ready không? Luôn. Ready luôn anh ơi. Mới nhìn thông tục á, nhìn thông giống ông nội trong Sandro mua Get Out of Hell á. Vừa lời. Rồi mới nhìn anh giống như là mới bị mới đi trị mụn xong vậy. Nè, ê trời ơi. Đùa mà cái này ghê ác luôn á. Cái này em biết chưa? FIB nè. Đúng rồi, nó là Ý thấy không rồi. Gì sao anh thấy em? Ơi Ủa mới cái này khó. Em đánh. Em đánh cái lồn gì em không biết nữa anh rồi. Em gì đi đâu được không? Má đang lên cân hai không? Em chạy, em đâu ngu lại đâu anh. Có cố gắng. Ném tin được. Ném tin được thiệt. Má gì mới vô thấy gì. Ủa gì có bóng đen ghê ghê mà. Má chạy ra. Má bóng đen ghê má, ghê. Má để phát bên sàn thì không làm ăn được gì luôn á anh. Ừ anh cũng vậy thôi. Thấy đi đấy cũng từ từ. Nhiều lúc bắn hụt nữa chứ. Bừa mấy cái lần. Má đúng tục. Ông mà nhìn cái first person đi nó hay hơn nhiều. Rồi đó giờ cho em một phút đi chốn á. Ok, thích thì chơi, nó sẵn. Quốc mà lúc đầu nó có đèn á, xong cái nó cái tắt đi mất tiêu nhìn tụt bố mẹ. Piki Piki, where are you? Rồi em chốn rồi nè, anh tìm em đi. Em ở đâu vậy thông? Em đâu rồi thông? Em đâu rồi? Ủa mấy thằng nào vừa mới gọi bồn cầu vậy nghe tục vậy? Em phải không thông? Anh rõ ràng em mới nghe gọi bồn cầu luôn á. Không có anh. Rõ ràng anh vừa mới nghe gọi bồn cầu luôn á. Ghê vậy cái lồn. Thiệt luôn á thông, má nghe về ghê vậy lồn luôn á thông. À ha. Má nhìn mặt em ghê vậy lồn luôn á thông. Ghê không? Em làm này ghê nữa nè. Má nhìn mặt ông nội nè má. Ê, có mấy ông nội nè. Ù má nhìn ghê vậy luôn. Ê thôi giận. Ây da. Đừng gãi ngứa em nhé. Đừng gãi ngứa. Anh là nhí cho em hả? Đây đi tìm đây, chỗ đó như ngõ cục mà không. Chỗ đó ngõ cục mà không. Bạn ngõ cục thiệt, rồi ngõ cục đời mình dồn vô vậy sao? Má đâm hụt nó mới tụt chứ ba. Ủa em đâu rồi, má đâu rồi? Má em còn không biết nữa anh ơi. Em chốt nào vậy? Má không vậy đi đâu rồi lại gì? Má em chốt rồi, anh không tìm được em đâu, thầy luôn. Má vẫn đang đi tìm. Khu này có chút xíu mà trốn gì nổi trời. Má nhưng mà nó có nhiều ông bóng đen đó mà coi chừng nha. Hồi nãy em trốn cái chỗ đi ngang qua anh còn không thấy nữa mà nghĩa coi chừng á. Đúng rồi công nhận thiệt nhé. Nhiều lúc nó ghê bởi lần. Má hồi nãy anh đi ngang em mắc cười đủ má tóc lắm. Má cười xong đủ buồn cười bởi cái lùn quá phải trở lại. Má ghê bởi lần. Em đâu rồi thông? Đủ.
Cũng vậy, má chốt là chỗ cũ má, nơi 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 nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất ở đâu. Má còn 2 giây nữa đéo tin được lại đúng không? Má đi tìm vòng một vòng không thấy đâu, má quay trở lại thấy ngay chỗ cũ vậy đó. Má ơi. Thấy cũng nghi nghi rồi.